chi hàng trăm triệu đồng mua cho Alaska, rồi hành hung vì không hợp tác chụp ảnh ở Đà Lạt. Ngày 22 tháng 8, Công an thành phố Đà Lạt đã làm việc với anh LDL, 28 tuổi, trú tại huyện Đức Trọng, liên quan việc cho cảnh Alaska bị hành hung vì không chụp ảnh cùng du khách. Bước đầu, lời cho hay, anh chuyên kinh doanh dịch vụ chụp hình cho cảnh Alaska với du khách trên địa bàn thành phố Đà Lạt. Hồi tháng 5, thanh niên này mua 5 con chó Alaska với chi phí khoảng 300 triệu đồng, thuê căn nhà trong hẻm Cầu Đúc, phường 10 để nuôi và nhốt thú cưng. Sau đó, lời đưa các chú cho Alaska tới quảng trường Lâm Viên để chụp hình chung với du khách có thu phí. Đến giữa tháng 7, anh ta góp tiền với người phụ nữ tên T, 37 tuổi, phường 9, thành phố Đà Lạt, mua thêm chó Alaska về kinh doanh. Con chó được họ đặt tên là Bôn. Bà T giao cho con trai là TT, quận 13 tuổi trực tiếp chăm sóc, quản lý con chó này. Hôm ngày 20 tháng 7, Quy bị con chó cắn vào tai khi dắt đi chụp hình với khách tại quảng trường Lâm Viên nên đưa về nái nuôi. Tại đây, bé trai tiếp tục bị con Bôn cắn. Quy sau đó dùng ống nước nhựa dài chừng 1 mét đánh chó Alaska. Đến ngày 1 tháng 8, con chó Bôn được bé trai giao lại cho L vì không thể quản lý được. Khi làm việc với cơ quan chức năng, L cho biết bản thân không biết cậu bé đánh thú cưng cho tới khi thấy các video xuất hiện trên mạng xã hội. Riêng Quy, lúc bị công an mời làm việc dưới sự giám hộ của người mẹ, đã thừa nhận việc đánh chó Alaska và cam kết không tái phạm. Do cậu bé chưa đủ tuổi xử phạt vi phạm hành chính, cùng người mẹ cam kết quản lý giáo dục con, nên cơ quan chức năng chỉ lập biên bản vi phạm hành chính nhằm răn đe, giáo dục yêu cầu không tái phạm. Ngoài ra, hai người có hành động đánh chó Alaska tại quảng trường Lâm Viên hiện đã rời khỏi địa phương. Công an phường 10, thành phố Đà Lạt đã và đang vận động đến cơ quan làm việc và sẽ xử lý theo quy định. Trước đó, mạng xã hội lan truyền hai đoạn video ghi lại hình ảnh cho cảnh Alaska bị hành hung ở thành phố Đà Lạt. Trong video thứ nhất, thanh niên cầm gậy vụt tới tấp vào đầu chú chó. Trong video thứ hai được quay ở quảng trường Lâm Viên, hai thanh niên đá mạnh vào chú chó vì nó không hợp tác chụp ảnh với du khách. Sau khi xem những video trên, nhiều người đã bày tỏ bức xúc cho rằng những thanh niên trên đã ngược đãi, bóc lột động vật, đồng thời kêu gọi tẩy chay dịch vụ chụp ảnh cùng chó cảnh. Liên quan vấn đề này, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt đề nghị công an phối hợp với phòng kinh tế cùng các đơn vị liên quan kiểm tra, xác minh thông tin. Trong đó, chính quyền Đà Lạt yêu cầu rà soát, xác nhận thông tin cư trú những người có hành vi đánh đập, hành hạ vật nuôi tại quảng trường Lâm Viên trong các video, hình ảnh trên mạng xã hội để có biện pháp xử lý. Nhớ nhấn chuông đăng ký để xem những tin tức mới nhất nhé!